Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày hôm qua cho biết nước này sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với sự tham gia của khoảng 120 quốc gia đang phát triển. Cụ thể, theo Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vinay Quatra, đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và cuộc xung đột ở Ukraine đã và đang ảnh hưởng tới nhiều quốc gia đang phát triển. Vì thế, Ấn Độ có sáng kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của khoảng 120 quốc gia đang phát triển vào tuần tới. Ấn Độ hiện là chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bơm 2 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 290 triệu đô la Mỹ để duy trì thanh khoản trong hệ thống ngân hàng nước này. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã thực hiện thỏa thuận mua lại đảo ngược trị giá 2 tỷ nhân dân tệ, lãi suất ấn định ở mức 2%. Mua lại đảo ngược là quy trình mà ngân hàng này sẽ đấu thầu để mua các chứng khoán từ các ngân hàng thương mại kèm thỏa thuận bán lại trong tương lai. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đã thực hiện đợt rút tiền hàng tuần có giá trị cao kỷ lục. Cụ thể, với các thỏa thuận mua lại đảo ngược trị giá 386 tỷ nhân dân tệ đến hạn trong ngày hôm nay và thỏa thuận mới trị giá 2 tỷ nhân dân tệ kể trên, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã rút dòng 384 tỷ nhân dân tệ chỉ trong ngày 6 tháng 1. Dự kiến lượng tiền mặt dòng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc rút về trong tuần đạt mức kỷ lục hơn 1.600 tỷ nhân dân tệ. Trong diễn biến liên quan, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc hôm nay đã tăng giá lên mức 6,8912 nhân dân tệ, đổi được 1 đô la Mỹ. Ủy ban châu Âu EC đã thông qua việc gia hạn tuân thủ luật mới về trang thiết bị y tế nhằm ngăn ngừa tình trạng thiếu trang thiết bị thiết yếu để cứu sống các bệnh nhân. Luật về trang thiết bị y tế của Liên minh châu Âu EU có hiệu lực từ năm 2021. Trong đó quy định tất cả các công ty sản xuất trang thiết bị y tế phải xin lại giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trước tháng 5 năm 2024. Nay thời hạn này đã được EC nhất trí cho lùi lại, nhưng còn cần được Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu thông qua. Trước đó luật được đề xuất lùi thời hạn đến cuối năm 2027 hoặc cuối năm 2028, tùy từng trang thiết bị y tế. Luật được ban hành sau vụ bê bối vỡ túi nâng ngực ở Pháp hồi năm 2010 với các quy định nghiêm ngặt hơn và tiêu chuẩn an toàn cao hơn so với các luật cũ. Hôm qua, hãng dược phẩm BioNTech của Đức cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm một loại thuốc điều trị ung thư theo công nghệ mRNA tại Vương quốc Anh. Dự án này nằm trong thỏa thuận mới giữa BioNTech và chính phủ Anh, trong đó tập trung vào các phương pháp trị liệu miễn dịch ung thư. Theo thông báo của BioNTech, 10.000 người tình nguyện sẽ được sử dụng thuốc này để kiểm soát khối u của mình từ nay cho đến hết năm 2030. BioNTech cho biết, mục tiêu của hãng là thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp trị liệu miễn dịch và vaccine sử dụng các công nghệ do hãng nghiên cứu trong 20 năm qua. Phương pháp mRNA đã được áp dụng trong bào chế vaccine ngừa COVID-19 của BioNTech phối hợp với Pfizer và lần đầu tiên được cấp phép ở các nước phương Tây vào cuối năm 2020. Các nhà khoa học cho rằng các vaccine theo công nghệ mRNA có thể làm thay đổi cuộc chiến chống lại nhiều căn bệnh. Công nghệ này cũng giúp giảm thời gian bào chế so với các phương pháp bào chế vaccine truyền thống. Hiện BioNTech cũng đang nghiên cứu các vaccine theo công nghệ mRNA, ngừa bệnh sốt rét, cúm và bệnh zona. Từ năm 2008, công ty đã phát triển các phương pháp điều trị ung thư dựa trên mRNA và thử nghiệm trên hàng trăm người. Hôm qua, công ty cơ sở hạ tầng truyền thông Iran ICC cho biết nước này đã kịp thời ngăn chặn một vụ tấn công mạng nhằm vào Ngân hàng Trung ương trước đó một ngày. Ngân hàng Trung ương Iran đã bị tấn công theo hình thức từ chối dịch vụ DDoS vào tối ngày 5 tháng 1. Trong các vụ tấn công loại này, tin tặc thường tìm cách phá vỡ lưu lượng truy cập bình thường của một máy chủ, dịch vụ hoặc hệ thống mạng. Trong những ngày qua, nhà chức trách Iran đã ngăn chặn nhiều cuộc tấn công mạng được thực hiện từ nước ngoài nhằm vào các ngân hàng, các tổ chức tài chính, nhà cung cấp Internet và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc ở nước này. Theo một nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Science, số ra mới đây, một nửa số sông băng trên trái đất, đặc biệt là những sông băng nhỏ hơn, sẽ biến mất vào cuối thế kỷ này do biến đổi khí hậu, sau những nỗ lực hạn chế sự nóng lên toàn cầu có thể cứu những con sông băng khác. Kết quả nghiên cứu này đã cung cấp cái nhìn toàn diện nhất cho đến nay về tương lai của 215.000 sông băng trên thế giới, ngay cả khi mức tăng nhiệt của trái đất bị giới hạn ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, như mục tiêu tham vọng nhất đề ra trong thỏa thuận Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng 49% sông băng trên thế giới sẽ biến mất vào năm 2100, chiếm khoảng 26% khối lượng sông băng trên thế giới. Sự biến mất của các sông băng cũng sẽ tác động đến tài nguyên nước,
Vì sông băng là nguồn cung cấp nước ngọt cho khoảng 2 tỷ người trên thế giới, do đó các nước cần nỗ lực hơn nữa để hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhằm giảm tổn thất hàng loạt do biến đổi khí hậu.